con đã chuẩn bị. Thank you.
cuốn Điệu Múa Rất Ngọt Ngào của các cụ đến từ thôn Minh Tim 1. Vâng, tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục múa của thôn Minh Tiên 2 với bài Liên Hoa. Sau Minh Tiên 2 là đến thôn Minh Tiên 3. Xin mời thôn Minh Tiên 3 thể hiện. Thôn Minh Tiên 2. Thưa quý vị, mùa xuân được mệnh danh là
mùa đẹp nhất trong năm, và vẻ đẹp đó đã được thạc sĩ Thanh Sơn gửi đến cho người nghe qua ca khúc Xuân Đẹp Làm Sao. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức vẻ đẹp của mùa xuân qua điệu múa Xuân Đẹp Làm Sao đến từ thôn Nghinh Tiên Ba. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục Xuân Đẹp Làm Sao đến từ thôn Nghinh Tiên Ba ạ. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.